Rồi em lại tiếp tục nha cả nhà, tiếp tục video này và ngày hôm nay thì chỉ có hai cái video thôi, cũng ít nè. Cái video rồi với video này nó là xong. Cái trên bàn của em là một số cái túi mic của Tone là đi Nhật ha. Số điện thoại thì 0933 119 66, mọi người ở xem ở bên góc bên trái màn hình của mọi người đó. Đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại đó của em. Bây giờ em sẽ lên cái sản phẩm của video này. Rồi, trước tiên là bộ túi nước mic này. Bộ túi nước mic Tone chưa sử dụng nha. Cái này mà Tone này dành cho anh em sửa xe là hết ý luôn nha. Dùng để mà sửa xe là hết ý luôn. Tone rất là cứng. Nó cái nguyên nó có đầu đóng hết, tức là những cái cây này nó đều cây nào cũng có đầu đóng hết nha. Cây nào cũng có đầu đóng hết của Tone. Hàng mới hoàn toàn, mới 100% chưa sử dụng luôn. Cực kỳ cứng nha. Ở đây nó để là ha, là fully ha, tức là siêu cứng, cực kỳ cứng luôn. Cái này là nó là BH Tone này, BH mấy này, BH nó không để BH ta, rồi mở luôn BH. Em nghĩ là BH3 và BH6, thường là nó BH3, BH4 chứ, BH3, BH4 vậy. Cái này nè, cái này thì là BH2 nè, cái này BH1 nè, BH2, BH1, cái này là dẹp đó, hàng full mới luôn. Cái này là sửa xe mới đúng, là sửa xe rồi xài cái này là dặn bá cháy luôn ha, bá cháy bồ chát luôn. 4 cây với một cái cặp tôi biết lùng, một cái cặp BH2 với một cái dấu dẹp của Tone luôn, chung bộ luôn, nguyên bộ luôn ha, hàng full mới 100%. Bộ này giá 500, mã là 362 nha, giá 500.000 cho cái bộ này, giá 500, giá chưa phí vận chuyển nha mọi người, chưa phí vận chuyển, mã 362. Rồi tiếp tục là cái thước cuộn này 5,5 m của Iceland mới về. Tiếp tục nè, cái thước cuộn này là mã 0419, giá 170.000, 0419 nha, giá 170. Nó 5,5 m và cái bảng của nó là 25 ly, có khóa đầy đủ. Cái nhưng mà cái thước này nó đặc biệt, cái nó có được cái nữa là nó có thể coi ngang được này, mình xem ngang được ha, rồi xem đứng được nè đó, thấy không? Xem ngang được, xem đứng được luôn, ngang đây xem đứng nè. Giá 170, mã là 0419, 5,5 m, 0419 nha, giá 170.000. Giá này giá chưa có phí ship mọi người, chưa phí ship. Rồi tiếp tục, đây là cái túi mic Tone, cái này bự chà bá luôn, cái này dấu dẹp cái này dẹp này, dẹp này khoảng mấy ly đây, mấy chắc là tầm là 8 ly á. Cái thước ấy đây, cặp để đây nữa đâu nữa rồi. Tám ly mấy á. Cái đầu dẹp này nè, có đầu đóng hết luôn. Cây này nó nặng chịch luôn á, nặng khoảng cái nghĩa cả 200 g, có 250 g luôn. Cây Tone cực kỳ dày nha, này là đóng là thoải mái luôn, đóng đã luôn của Tone. Hàng mới chưa sử dụng, cái này giá 180, mã là 0639. 0639 nha, với giá 180, 0639, giá 180.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Rồi tiếp tục là một cái bộ này. Mã 359. Bộ 359 này giá 550. Bộ này nó là cái gì đây? Đây. Nó là một cái gương soi kỹ thuật, gương soi kỹ thuật dành cho anh em sửa xe hoặc là soi những cái góc tối ta cần, nếu chúng ta nó sâu quá và những cái chi tiết nhỏ quá mà chúng ta không thấy, chúng ta có thể dùng cái gương soi này. Cái gương soi này đặc biệt cái là nó có cái đèn nó đọc là cho đó, tức là những cái cây này nó có thể nói dài ra, mình muốn sử dụng ngắn thì mình dùng ngắn, rồi mình muốn dài thì mình nói ba cái lại. Ở đây nó có ba khúc mình nói lại, và mỗi đầu này nó đều có kết nối với nhau. Mình ghim vô rồi xong rồi cái là mình gắn cái đầu vô là có cái đèn, cái đầu ở cái đầu nó có cái đèn nè ha, gắn vô đây, gài lại đây đó. Ở phía dưới này là dùng để mình để pin đại á, pin
lớn của mình á ha, bỏ ở đây. Ở đây thì nó chắc là em nghĩ là hai cục giống như đèn pin ngày xưa. À, cái này là vàng cổ nè, cái này là hiếm luôn á, hàng sưu tầm, đáng sưu tầm. Rồi đó, mình gắn vô đây, gắn vô. Ví dụ như là muốn gắn cái đầu ngắn thì mình gắn cái đầu ngắn, gắn đây nè. Cái đặc biệt cái này nữa, nó có cái có thể nó bẻ lại được này, thấy không? Bẻ gấp vô được nè, đó, thấy không? Gắn cái đây, rút vô, mở ra rồi rút vô. Nó có thể gọi đèn, mình thấy đèn nè, thấy không? Cái trên đầu này nó có cái đèn, bóng đèn như này, bóng đèn sợi tóc. Cái này mà thay được bóng đèn nha, tháo ra thay được nè. Đó, bóng đèn nè, thấy không? Cái cây này độc, bộ này độc lắm á, không chơi đâu. Bộ này là dàn anh em sưu tầm là hết tí luôn, hàng độc. Nó có hai cái kiến nè, cái kiến này nó ở bên ngoài nó bọc cái cao su, nó bị chống lại, chống qua chạm nó bị bể ha, đây. Mà cái đầu cái cây này ở cái bộ này nó tới mấy cái kính luôn, 3 cái 4 cái, 4 cái kính cho mình luôn ha, 4 cái luôn ha, 4 cái luôn á. Bộ này ghê không, nó 4 cái kính và nó 3 khúc nói. Thì cái nói này nó ra tầm em nghĩ là nó khoảng 5 tấc 7 tấc 6-7 tấc gì á ha. Rồi bộ này 5,5 nha, 550.000, 550. À, mã là 359, 550.000. Cái bộ này chắc là không biết chừng nào mới chiếm lại được cái bộ này. Chắc cũng rất là lâu à. Đó giờ bán bộ này, đó giờ bán lần đầu tiên thấy luôn. Đầu cổ mà. Rồi tiếp tục là một cái bộ cà lê. Ở bộ đầu điếu. Bộ đầu điếu của Tony, mà bộ này 1/2, bộ này khá là nhiều, bộ này lớn đầy đủ. Tone, nhưng mà cái cần á, cái cần tự động thì nó để trong này, nó là cái cần của KTC. Thì KTC với Tone nó cũng thứ một gì, nó cũng chất lượng giống như nhau. Đây, nhiều lắm, bộ này nặng dữ lắm luôn. Bộ này ship về lỗ luôn á. Cái này tức là ở đây nó cũng hơi lai 1-2 đầu. Trước tiên là cái này là cái cần 1/2 của cần KTC. KTC ha. Hoạt động tốt nha, hoàn hảo nha, im gu luôn nha. Đó, 2 chiều, im gu à. Bao dặn luôn á. Rồi kế đến là một cái lầu lắc léo KTC, một cái cần ngang của KTC, một cái cần này thẳng này. Cái cần thẳng này mọi người mua bên ngoài thử một cái cần mà KTC ha, thằng tấm nang này là cần nang này, một cái cần này cả triệu trở lên, một cái cần ha, thằng tấm nang nè, 1/2. Rồi bây giờ em sẽ đếm cái đầu điếu này, hàng này đầu này mới chưa sử dụng luôn nè, bự cho bá luôn, quá đẹp. Coi là làm sắc xảo không? Còn cái này rất đẹp, là nó bị lai cái này, cái đầu của Hero nội địa Nhật luôn. À, cái này là số 32 maximum luôn trời, 32 ly ha. Rồi tới đến là của thằng Tân đây nè, đẹp quá trời luôn, làm với nó đúng là cái nặng chịch ha. À, 30 cái này là 26 nè, cái này là 24, 23, 21, 19, 18, 17, cái này bị lai Saki nè, 17 rồi, cái này 15, cái này cũng lai nữa nè, 15, 14, cocaine, cái này 13, nó bị lai cả chục cái, 13 cái này 11 cái này 10 của tâm đây, 10 và cái cuối cùng này là KTC là 8 ly, đó, dường như là đủ hết chân luôn ha. Đó, cái này thì nó bị lai một vài đầu, còn cái đầu này là từ 1/2 chuyển ra 3/8, 1/2 chuyển ra 3/8. Cái khúc này là khúc nói. Rồi, còn rất đẹp, cái hộp cũng còn đẹp nè. Bộ này giá của nó 1,7 triệu, bự lắm nha, hộp này bự à. Hộp này em nghĩ nó nặng tầm 5 kg á. 5 kg trở lên đó. Giá 1,7 triệu, giá chưa có phí ship, mã là 0103. 0103 nha, giá 1,7 triệu cho cái bộ này của bộ tên này. Đầu 1/2. Rồi, tiếp tục là cái này là cái rút đinh của hiệu Triasic.
CS6 này thì hàng Nhật Bản này ha, nhưng mà made in China nha, tức là cái này là gia công China, gia công made in China. Thì bộ này giá của nó là 350.000. 2811. 350.000 cho cái bộ này. Của Triasic thì nó cũng là bằng nhôm. Nó cũng bằng nhôm đúc luôn. Nó có mấy cái đầu rút đinh ở đây nè, đầu đinh đây nè, cái đinh nè. Nhưng mà mấy cái đinh này nó không bằng cái đinh của hàng Lotte mà trong hộp, nhìn là không bằng này. À, đây, chuẩn này là chuẩn RX, tức là chuẩn châu Âu. Cả hai cái này nè, chuẩn của nó ha, là giống chuẩn của nó. Nhưng mà cái này thì em thấy nó mỏng hơn so với cái thằng hôm rồi em bán cái của thằng gì? Của thằng Takari á, Takari ha. Cái hàng mới em hiện đang bán của hiệu Takari nữa. Thì cái này nó dở hơn. Dở hơn. Cái cán nó làm sơ sài ha. Ha. Nhìn thì bên ngoài nhìn trên video thì rất là đẹp. Nhưng mà khi mà chúng ta về chúng ta cầm mới thấy nó không bằng đâu. Nó không bằng của thằng mà Takari em bán không rồi. Nó không có sắc sảo. Nó làm giống cái của thằng Lobster. Thì cái này nói chung là giá này cũng hợp lý, dành cho anh em ta sử dụng trong khi mà ta đi làm công trình thì cũng hợp lý ha, mắt cũng không tiếc. Nó có bốn cỡ. Bốn cỡ thì phổ thông đó 2.4, 3.2, 4.0 và 4.8. Có cái phá này đầy đủ ha. Giá 350.000, mã là 2811, 2811 nha. Giá 350, giá chưa có phí ship. Rồi tiếp tục cái sản phẩm kế là một cái combo Turovic nè. Combo Turovic này thì nó gồm cái những cái cây như sau, cũ cũng hay cũ. Cái này thì combo này giá 250, 250.000. Thì nó có cái những gì đây? Có một cái Turovic đảo đầu hai chiều, hai chiều của Anet. Anet này nó quá cũ rồi nè. Đó, hai chiều này nó cũ, hơi bị cũ ấy đó. Hai chiều một cộng dấu trừ, một cái túi dấu cộng cán gỗ, một dấu trừ cán gỗ. Đây dấu trừ ha, đầu đóng cán gỗ. Một cái dấu trừ này vít lùng, một cái dấu cộng vít lùng Rubicon, một cái dấu BH1 cái BH1 SK1. Đó, tất cả là tổng cộng là 1 2 3 4 5 6, 6 cây. Giá 250.000, mã là 308. 308 nha, giá 250, giá chưa phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Rồi tiếp tục cái này là cái bộ này chắc là nó làm da thủ công nè. Thì bộ này giá 200.000, nó gồm có một cái đục. Đây đục lỗ da, đục lấy dấu lỗ da đó. Nó có bốn đầu đục nè ha, bốn đầu đục nè của Nhật nha. Cái này, cái cây này thì nó một lỗ, đục một lỗ. Còn cây này là nó kẹp vô, tức là mình có thể kẹp cái dao gọt giấy á ha, mình có thể kẹp dao gọt giấy để mình gọt, mình kẻ, mình cắt đồ không. Cái này là cái dao này nó mài lại nè, cái này mình có thể đút cái dao gọt giấy vô, mình bẻ khúc rồi xong rồi mình lúc đây mình phá lại, mình kẹp phá lại xong mình cắt ha, cắt da, cắt giấy, cắt gì đóng cắt. 200.000 cho cái này, ba cây, mã là 142 ha, giá 200, ba cây này. Rồi cái này là cái cặp cái gì, cái mổ lết Lobster đây, 200ml và 150, hàng mới full mới luôn ha. Cái này là 200, này 150, cái 150 thì giá là 200 Lobster ha, giá 200, mã là 3224, 3224 nha, giá 200, 150ml, rất là đẹp luôn. Ta có thể mua hai cái chung một cái.
để mà sưu tầm nó cũng được ha, hoặc là để vô trong bộ sưu tập mình cho nó đủ luôn đó. Hàng full mới luôn ha, cũng vậy. Rồi cái này thì giá của nó là 270.000, mã là 3216, 3216 270. Cái này thì kích thước của nó là 200mm, 3216 nha, giá 270 của Lobster. Cái 200mm thì nó mở được 24 ly, còn cái 150 thì mở được 20 mm. Quá trời đẹp à, bóng lưỡng luôn. Cái này mã của nó là 3216, 3216 nha, giá 270. Cái này thì 3224 giá 200. Rồi xong cái này tới cái bộ này. Bộ này là bộ Đài Loan, Đài Loan xuất Nhật. Đây, cái kinh Taiwan. Rồi gớt mấy đầu đó. Bộ này thằng nó giống như cái vít nhắn của mình nha, vít nhắn bán ẩm gà đó. Mà cái này nó lại là nó chuyển qua là cái bóp. À vì mình sử dụng cái máy móc vít bằng pin, bằng pin thì sử dụng cái máy móc vít này bằng cơm, bằng cơm nha. Đây bóp nè, bóp cái này nó ở đây nó bằng kim loại nha, kim loại chỗ này nè, để nó làm cái lực nó đẩy ra nó vô. Giống như là thật ra thay vì cái vít nhắn á, mình cầm mình nhắn thì cái này mình cầm mình bóp, nó chế là mình bóp nè, bóp nó xoay hai chiều, xoay hai chiều luôn. Cái này nè, đổi có thể đổi như là hai chiều được nè, hoặc đây đó, hai chiều. Cái đây nó có được cây 3, 6, 7 cái đầu vít, có BH2, BH1, BH3 dấu trừ, 3 dấu trừ. Và cái đầu này là cái đầu để mà cái chuẩn này chuẩn ngắn nè đó. Đầu này để mình nối vô đây, mình gắn cái đầu khẩu này vô để mình dặn cái ốc. Cái đầu khẩu này thì nó có lớn nhất là 12 ly, cái đến là 10 ly, 8 ly và cuối cùng là 6 ly. Đó. Mới chưa sử dụng. 250.000 cho bộ này. Mã 6037. 6037 nha, giá 250. 250 giá chưa có phí ship. 6037 250.000 giá chưa phí ship. Đó là một cái bọc cảo C 200.000. Thì bọc cảo C này nó gồm có được là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 6 cái cảo C nhỏ. Cảo C này thì nó được 25 ly, 25 ly bằng nhôm. Thì cái này không có xuất xứ nguyên nằm đâu, nó có Escobo gì đây nè, Escobo bằng nhôm. Cảo được 25 ly, 25 tức là khoảng 2,5 cm á. Từ đây tới đây là 2,5. Có tổng cộng ở đây là 1, 2, 3 cái nè, 6 cái. 6 cái nè. Giá 200, mã là 133. 133 với giá 200. Giá chưa phí ship nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin nha, hoặc gọi điện vào số điện thoại 0933 119 646. Nếu không có phản hồi lại là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha, chào cả nhà.